Thưa quý vị, số vốn vay nhà ở xã hội dự kiến giải ngân trong năm 2018 là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên thì theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến đầu tháng 10 thì chỉ mới có 700 người vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội ở 50 tỉnh thành. Khoản vay tương ứng là 200 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội, một trong những nguyên nhân chính là do người vay không vội, còn cân nhắc xem nên vay mua căn bé hay căn rộng hơn, vay luôn để mua căn hộ ở dự án xa hay chờ thêm để vay mua ở dự án gần. Đó là chưa kể đến việc căn hộ nhà ở xã hội đã được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng thương mại. Muốn vay chương trình nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải giải chấp mới được vay. Một số người vay để xây dựng nhà nhưng đất không nằm trong quy hoạch và chưa được phê duyệt. Trước tình hình này, ông Lý khẳng định từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ giải ngân hết 1.000 tỷ đồng được giao thời gian tới ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc đã nêu đồng thời sẽ triển khai chương trình cho người lao động tại các khu công nghiệp chương trình cho vay nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% được triển khai từ tháng 4 năm 2018 đến năm 2020 tổng số tiền giải ngân là hơn 2.300 tỷ đồng